Và các quý vị là như vậy, sáng nay đoàn của chị Bính Chiến Đinh là đã đi chơi rồi, bây giờ đến cái phần cơm trưa, nâng ly uống rượu. Và đề nghị tất cả chúng ta nâng ly để chúc sức khỏe cụ Thành và tất cả anh em trong chi chúng ta sang một cái năm mới có sức khỏe mới. Bạn Hùng đứng dậy làm quản ca đây. Và tất cả các chị em nâng ly nhá. Thôi đầu xuân năm mới thì cháu nói là thôi thì con xin chúc cụ với cả tất cả toàn thể cô chú em trong buổi vui xuân của ngày nay đến giờ cũng là phải với có thực với một cú ạ. Không biết đâu là đi này xin chúc tất mọi đại gia đình mạnh khỏe ạ. Vâng. Cô đi. 1 2 3 rồi. 3 cả nhà mình ơi. Rồi. 2 3 rồi. Hết hết thế nào đây? Rồi. Đấy hôm nay cụ cũng phải hô cùng với cháu này. Đấy. Vâng.